Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thanh Easy đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game mới khá là hay. Tựa game này mang tên là Coromon và mình sẽ chơi nó ở trong cái chuyên mục là chính là tôi game hay mỗi ngày nha. Rồi thì mình sẽ để link tải cho anh em ở phía dưới. Coromon là một tựa game luyện Pokemon trên Android miễn phí. Đồ họa rất là giống Pokemon những cái phiên bản ở trên Game Boy trước. Rồi thì anh em hãy để lại cho mình một like cũng như là một click vào quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình, để mình thêm động lực để tạo ra thêm những cái video về những tựa game mốt, những cái game hay cho anh em nhá. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. À đúng rồi, và anh em hãy qua channel Mr. Thành của mình bên này để có thể là xem thêm những cái video mới nhất của mình bên này nha anh em. Đó, bên này có rất là nhiều về High Liberation Nesomon Shadow Fight 2, rất là hay và rất là đẹp bên này nha. Rồi ok, nhầm sorry. Rồi mình sẽ thử chơi xem game này như thế nào. Mình sẽ new game đi, new hẳn game mới đi. Quick demo cái gì đó, cái đây là phiên bản là mới thôi anh em, game mình rất là mới, có nghĩa là nó đang phiên bản đang phát triển anh em ạ. Để xem chơi như thế nào nha. Cái này có cốt truyện hẳn hoi cơ. Anh em nào là fan của game Pokemon thì hãy chơi ngay Pokemon, và fan của Nesomon thì hãy chơi ngay và luôn nhá. Ở hình như là mình đang đấy, mình đang thức dậy trong ngôi nhà gì đó đây. Mình tắt mạng đây anh em ạ. Sorry anh em. Từ từ vào lại đã. Tôi vừa mới tải xong. Cromon đó, đây là ông bố mình, Mazel à? Sao nhìn giống bố mình vậy ta? Đeo kính, mình cứ tưởng đeo kính cơ. Nó sẽ có cái phong cách đồ họa pixel nha anh em. Đi kiểu gì? Thì nó sẽ có cái chỉnh đồng hồ hay cái làm gì đây? Em có đồng hồ không ta? Là mình nhớ đến những cái tựa game ở trên Game Boy, Game Boy Advance. Ngày xưa mình cũng có từng có luôn. Ồ, chọn được mặt anh em. Da màu da. Áo trong các loại áo vàng đi. Đeo kính cận đi. Uầy, quả tóc đi. Quả tóc gì đây? Oh my god. Quả sư chọc được không ta? Không, mình để cái này đẹp hơn. Tóc màu vàng giống Sudoku đi anh em. Áo thì cho áo màu đỏ đi. Đấy, nó sẽ đẹp hơn. Không cần mũ anh em. Sure. Rồi đấy, không có tên luôn. Và cái tên nó thành EZ nha anh em. Mình ship đấy, một thành. Đây là kênh nào nhỉ? Chết rồi. Đen. Đây là kênh Thành EZ đúng không? Chính xác thì mình sẽ cần phải đặt tên là Thành EZ. E này, chữ Z nữa là xong. Ok. Sau cái một hồi đặt tên các kiểu đã xong thì mình sẽ nhìn vào gương. Đấy, cun ngầu lòi luôn anh em ạ. Rồi, và chúng ta sẽ bắt đầu lên đường. Mình có bật tiếng mắc không ta? Mắc tiếng rồi anh em. Thế đi thôi. Không chạy nhanh được anh em ạ. Máy tính của tôi không còn thời gian để chơi game. Bây giờ không còn thời gian để chơi game nhá. Rồi. Bây giờ làm gì đây? Tôi kiếm được 500 gold khi ta lục cái túi, cái hòm cạnh đầu giường mình anh em ạ. Rồi ok, thùng rác có gì không ta? Rồi, không có cái gì cả. Bức tranh. Cái cây không có gì cả nha. Đi xuống nhà anh em ơi. Có một căn phòng bên này, không biết là cái gì được không? Không mở được luôn. Bedroom. Rồi phòng ngủ của mẹ mình với của mẹ đúng không? Thì xuống dưới nhà anh em. Giống hệt như kiểu cốt truyện của Pokemon anh em, không khác gì luôn ấy. Nhưng mà nhìn đồ họa thấy thích phết. Rồi, cái game này có thể là sẽ là một series dài chăng? Sẽ rất là lâu chăng? Có thể thì như vậy đấy. Cái tủ này phát có gì không? Book thông tin về các loại Cromon. Rồi ok, cho theo mình nghĩ là sẽ đánh rất là lâu đây. Có một cái hộp gì đó ở trên bàn mà mình sẽ lấy luôn. Hộp gì đây? Một cái Lux Phone anh em ạ, một cái điện thoại mới mua. Cái phone này để làm gì ta? Mình chưa biết được để làm gì. Mình có phải đến nhà tiến sĩ để nhận Pokemon ta? Có lẽ là có anh em ạ. Điện thoại xịn ghê. Ui, đây rồi, ông ấy rồi anh em ơi. Ông giáo sư rồi, hiện đại vãi đạn anh em ạ.
Đừng đùa. Tặng hẳn smartphone luôn anh em ạ. Mình còn ấn vào cả smartphone nữa. Xịn thật. Ông ấy tên là ông Kai Kipress. Ông ấy tên là Kipress. Nhìn mặt khá đẹp trai. Đầu chọc, đầu hơi chọc. Ui sao đầu bị kiểu mụn vậy, hay cái gai vậy. Nhìn khá là dị. Rồi ok, chúng ta sẽ nói chuyện lâu quá, lúc nào cũng thế. Đây là rồi, dừng lại chưa? Bây giờ tôi chỉ cần đi nhận Pokemon thôi anh em ạ. Ok, có nhận Pikachu không nhỉ? Trong ngày thì đó, đây là một game làm khá là giống, không biết là hình dạng của Pokemon Pikachu thứ sẽ như thế nào. Mình chưa thể tưởng tượng được anh em ạ. Không biết nó có đẹp hay không nữa. Chắc là đẹp đấy. Rồi ok, sẵn sàng. Sao bà mẹ mặt có vẻ nhìn trông thất thần đi. Nào ok. Đi thôi, được chưa, hơi lâu nhỉ. Dẫn mình ra ngoài. Bây giờ dẫn mình ra ngoài đường, chắc chắn rồi. Nhưng mà next day, ngày hôm sau cả. Như vậy là mình tốn khoảng 6 phút mà cũng chưa làm gì được. Đây là một cái con đường tàu điện. Tại vì game có chuyện nên anh em phải chịu khó rồi. Đưa mình đi đâu ấy, lên thành phố à? Có lẽ là chúng ta từ nông thôn và chúng sẽ lên thành phố. Cái bối cảnh nó hơi khác so với Pokemon nhỉ. Mình sẽ nhận là Pokemon ở ngay cái thị trấn đầu tiên và không cần phải lên thành phố đâu. Nhưng mà nói chung game này nó cũng đầu tư phết đấy, xây dựng hẳn một cốt truyện dài hơi trên này và hoàn toàn free và toàn miễn phí, thật sự rất là tốt. Running shoe cho con lên một đôi giày để người chạy, wow, chạy như thằng điên luôn. Time Mom, ok my god, chỗ này nó lâu vãi cả đã. Ok, mình đợi lâu quá. Đây rồi, con tàu rồi. Tôi chưa chơi được phát nào luôn ấy. Lâu vãi đạn. Chúng ta sẽ có cái gì đây trong cái backpack của mình ấy. Bà mẹ đút vào cái gì vào trong cái backpack, cái ba lô của mình. Hai mẹ con là chia tay nhau. Bye mom, bye mẹ. Con lên đường kiếm việc làm đây. Con lên Hà Nội kiếm việc làm đây. Ở quê suốt ngày chơi game chẳng có việc gì làm. Con phải lên Hà Nội thôi. Sao ra tàu? À, tưởng tàu dần lùi thì cái đầu tàu nó ở bên tay phải. Thành cái gì đã lên Hà Nội kiếm việc làm rồi anh em, và cuộc đời sóng gió sẽ bắt đầu. Nào, đợi lâu quá này, nhanh hộ cái anh ơi, em cần nhanh một xíu. Luxolis Campus gì đó. Uầy, đoàn tàu đang đi qua sân ga và chúng ta lên thành phố đấy. Lâu quá, sợ lâu quá. Chúng sẽ đợi đi. Có cách nào nhanh hơn được không? Có chuyện này mình nghĩ tầm khoảng 10 phút mất, mình còn chưa đấu được. Rất là chậm rãi, rất là lề già lề dề. Cười phát. Di chuyển đi. Để nó ra chứ. Dexter. Khá là khó chịu. Nếu anh nhà quê đứng chăn luôn cái quest update là mình có thể chạy nhanh hơn một tí xíu. Mình có quest database và có phải xếp được anh em ạ. Đây. Xếp. Hiện tại tôi không xếp được hay sao, nhìn như thế nào. Làm sao tôi qua được đây? Không qua luôn anh em ạ. Đây có cái đây. Từ. Ê, có cái đường đây anh em ạ. Còn thế còn khóa mình lại chứ, bó tay luôn. Đây có cái dấu exit đây. Có hai cái thằng gì đó, dốc chem với thằng gì đó đã đứng ở ngoài đang đợi sẵn mình nè. Mà nói chuyện lâu quá. Thật sự là quá lâu để nói chuyện với bọn này. Marcel và thằng gì đó, Zochem. Tôi còn chưa nhận được con Chromon nào cơ. Oh my god, lâu thế nhờ. 10 phút rồi. Mày cười ít được không? Hình như trong này có một cái file save gì đó để giúp chúng ta có thể thoát được khỏi cái chỗ đoạn này. Ủa ôi, ông giáo sư này. Không phải ông này chứ. Có phải ông này không? Chúng ta có thể chọn được các cái chế độ gì đó. Thôi, mình đang muốn nói chuyện lắm anh em ạ. Excuse me. Chúng ta sẽ có một cái gì đó. Một cái
có một cái repost, có một cái gì nhỉ, thông báo gì đó dành cho mình, một cái tin nhắn báo cáo gì đó dành cho mình anh em ạ. Để xem nào, nó kiểu là nó muốn đổi lại cái chế độ hay sao hay như thế nào ấy. Difficult handbooks revise. Oh my god, trời ơi, cái gì đây? Mình có thể là chế độ easy đi. Rồi, mình chơi chế độ easy thôi. Lại còn đổi chế độ nữa. Thật sự lâu vãi đạn. Trước kìm nhìn con cho con Pokemon nào luôn ấy. Một cái trainer cast, một cái thẻ của cái trainer gì đó. Yes. Oh my god, lâu quá. Mình có cách, hình như là mình sẽ có cái phần lưu thì phải, trong kia thì phải. Để mình vào cho anh em xem luôn. Tại vì cái đoạn này nó lâu quá. Nó lâu vãi đạn. Thì tôi làm sao đây? Quét update rồi. Mình sẽ lưu lại game. Mình lưu lại game phát. Bây giờ mình sẽ thoát ra nha anh em. Đây đây, phần này là phần menu chính đây. Đây, slot 1. 18 giây. Đây đây, slot 1. Đó, hình như là đây đây. Thấy chưa? Thanh niên đẹp trai này. Đang ở đâu đây rồi? Hình như qua cái phần giới thiệu anh em ạ. Ui, cho đến thành phố nào rồi này. Ui, rộng vãi đấy ạ. Nhưng mà đi bắt được cái gì? Mình còn chưa biết cái câu chuyện này, nó rộng quá. Cái map nó rộng cái kinh hoàng luôn đấy. Ui. Nói chuyện có cả một cái sân vận động đang để thi đấu này. Chúng ta sẽ có item HP case ở đây. Thế giới database dữ liệu. Mình không biết là mình có con nào hay không. Đi ở đâu đây? Đi đâu đây? Mình phải left với Coromon à? Oh my god. Lấy Coromon ở đâu? Thật sự là mình cũng chưa biết lấy Coromon ở đâu cả. Phòng thí nghiệm này. Oh my god, thì mình là khá khó hiểu ra. Thật sự là khá khó hiểu. Đây à, đây. Last. Hình như mình sẽ đưa cho mình Coromon này anh em ơi. Mình sẽ chọn một trong những con Coromon chăng? Giây phút đến ở đây. Tôi phải nói chuyện rất là lâu. Đó, đấy chính xác là đây đúng rồi. Chúng ta sẽ có con Coromon đầu tiên anh em ạ. Oh my god. Chắc từ tập 2 thì nó mới bắt đầu hay. Tập 1 này, nói chuyện quá nhiều, quá lâu. À, chọn con nào đây anh em? Thấy con gấu trắng có vẻ đẹp này. Mình chọn một trong thích chọn con nào. Con này là con Togura. Detail này, thông tin này. Togura con này không đẹp lắm, hệ lửa. Con này là sao? Con này thì sao ta? Kubezo. Thông tin đây. Con gấu. Con gấu nhìn trông khá là cùi. Con này sao ta? Con này có lẽ hợp với mình này. Thông tin. Cá mập anh em ạ. Được đấy. Lấy. Con này đẹp đấy. Con này tiến hóa hy vọng. Peach. Con Nibegis gì đó. Yes. Ok. Oh, Ezzy đi. Đặt tên đơn giản thôi. Rồi, con đầu tiên mang tên là Ezzy nha anh em. Mình chưa nghĩ cái tên gì cả. Rồi anh ơi, cho em chọn con gì đó. Bây giờ đấu luôn không? Đấu luôn đi. Vào trong trận chiến đi. Buster hay cái gì đó đi. Ông ấy nói chuyện nhiều quá. So good. Ok. Ồ, kích hoạt cái item gì đó mà mình đến sân luôn anh em ạ. Đấu luôn ạ. Ok. Và sẵn sàng anh em. Chúng ta có trận chiến đầu tiên. Coi như là giới thiệu với con Chromon này luôn cho anh em. Tôi thề nói chuyện quá lâu. Thôi chắc mình sẽ chọn nhân vật này luôn đi. Nhân vật kia nó mất thời gian quá. Nha. Nhân vật này cũng đẹp trai. Khá giống mình. Tóc còn xanh xanh ấy.
VS đó, Dexter đối đầu với KKKK. Ồ, sân hình như đẹp phết nhỉ. Ồ, con này là con băng mà. Ezzy lên, ui con nhìn con chuột vậy ra. Fight. Cho cái chiêu cắn này. Sự cắn, ghê đấy. Cúp Zero cạo phát. Ghê. Chơi chiêu gì đấy? Misty Rush. Nó khiến kẻ địch giảm cái gì đó. Attack Decrease, đó nghĩa là giảm tấn công anh em ạ. 9 ạ. Ồ, khỏe quá. Rồi, nó yếu hơn ở đây anh em. Cut Ropes, may quá. Nhưng mà nó cho cái hiệu ứng như là Defend. Mình bị giảm rồi anh em. Khá khó chịu ta. Dũng chóp. Cắn, chưa chết được. Scratch. Mình sắp die anh em. Chóp, chết đi. Rồi, hay lắm. Trận đầu tiên là mình hạ được cái con này rồi. Wow, 114 XP ạ. Thật sự là khó nhằn luôn. Ok. Rồi, chúng ta sẽ kết tập này nhé. Xin chào và gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye, đợi quá lâu luôn ấy. Thật sự, để có trận chiến đầu tiên.